Luis Alberto Suárez Díaz, sinh ngày 24 tháng 1 năm 1987 ở Santo, cao 1,82m, là một cầu thủ bóng đá người Uruguay, hiện đang là tiền đạo của FC Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay. Khi còn ở Ajax, chủ yếu anh chơi trong vai trò của một tiền đạo hỗ trợ phía dưới Klaas-Jan Huntelaar và sau này là Marco Pantelić. Với sự xuất hiện của Martin John ở Ajax, Suárez được chọn là đội trưởng, thay thế cho sự ra đi của Thomas Vermaelen. Vào năm 2010, Suárez được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Hà Lan, kết thúc mùa giải cùng danh hiệu vua phá lưới với 35 bàn thắng, 49 bàn trên mọi mặt trận. Cũng trong năm này, Suárez cũng có tên trong danh sách các cầu thủ ghi hơn 100 bàn thắng cho Ajax, bao gồm nhiều danh thủ huyền thoại như Johan Cruyff, Marco Van Basten và Dennis Bergkamp. Ở Uruguay, Suárez chơi cho Club Nacional de Football. Trong quãng thời gian chơi cho đội bóng Uruguay, anh giành danh hiệu vô địch quốc gia vào năm 2006, ghi 12 bàn trong 29 lần ra sân. Ngày 28 tháng 1 năm 2011, Ajax đã đồng ý giá chuyển nhượng 22,8 triệu bảng Anh, 26,5 triệu euro của Liverpool đưa ra. Suárez chính thức trở thành cầu thủ của Liverpool từ ngày 31 tháng 1. Sau thành công ở mùa giải đó, FC Groningen mua anh với mức giá 800.000 euro. Trong mùa giải đầu tiên ở châu Âu, Suárez thể hiện tốt ở Groningen, ghi 10 bàn trong 29 trận. Màn trình diện ấn tượng này đã thu hút sự chú ý của một loạt các đội bóng châu Âu, và ở mùa giải sau đó anh gia nhập Ajax Amsterdam với mức giá 7,5 triệu euro vào ngày 9 tháng 8 năm 2007. Ngày 28 tháng 1 năm 2011, Ajax đã đồng ý giá chuyển nhượng 22,8 triệu bảng Anh, 26,5 triệu euro của Liverpool đưa ra. Ngày 29 tháng 1, Liverpool thông báo Suárez đã vượt qua được cuộc kiểm tra y tế tại câu lạc bộ. Ngày 31 tháng 1, hợp đồng giữa Suárez và Liverpool đã được chính thức ký kết, kéo dài 5 năm rưỡi. Tại Liverpool, anh sẽ khoác áo số 7. Suárez có trận ra mắt cho đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay vào ngày 8 tháng 2 năm 2007 trong chiến thắng 3-1 trước đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia. Anh bị đuổi khỏi sân trong trận này. Suárez kể từ đó luôn tham dự cùng đội tuyển Uruguay ở mọi giải đấu và ra sân từ đầu trong 4 trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2010. Anh ghi 2 bàn trong 4 trận, vào lưới các đối thủ Bolivia và Chile cùng Diego Forlán trở thành cặp tiền đạo lợi hại. Tuổi thơ gian khó. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Luis Suárez đã biết rằng cuộc sống không bao giờ là điều dễ dàng. Là con trong một gia đình có 7 anh chị em, Suárez hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình. Quá nhiều thành viên, cuộc sống cơ cực bắt buộc gia đình Suárez tính chuyện di rời khỏi Santo, vượt quãng đường hơn 500 km để đến với Montevideo, thủ đô của Uruguay. Đơn giản là ở đó cơ hội kiếm việc làm dễ hơn, đồng nghĩa với hy vọng cuộc sống dễ thở hơn, nhưng chắc chắn là sẽ phải cực nhọc làm việc, sinh tồn hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Suárez còn quá nhỏ để hiểu chuyện đời, vì vậy cậu nhóc sau này trở thành danh thủ bóng đá thế giới quyết định một chuyện khá khó khăn, tiếp tục ở lại Santo với bà, trong khi gia đình chuyển đến Montevideo. Suárez đã quen với Santo, với lũ bạn và lề lối sinh hoạt nơi đây, một tháng sau, cậu mới chịu đến Montevideo. Ngày chia tay chú nhóc Suárez để lên thủ đô, cha của cậu đã rất buồn nhưng ông không có lựa chọn nào khác. Công ty sản xuất bánh quy bơ Entigo ở Montevideo là cơ hội để ông bố của Suárez tìm được công việc thu nhập khá hơn, để lo cho đại gia đình của mình. Tuy nhiên, một mình nỗ lực của ông là không đủ. Ông chỉ quyết định, bằng mọi giá phải rời Santo, khi vợ của ông xin được một chân lao công ở Chesgrad, một trạm xe buýt lớn ở Montevideo. Với hai công việc vừa nêu, gia đình Suárez sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn về mặt tài chính, nhưng vì thế sẽ phải hy sinh sở thích của chú nhóc Luis.
ngôi sao tương lai của Liverpool đã rất buồn, cậu giấu mình trong một góc tối của căn nhà ọp ẹp của đại gia đình suốt hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi biết tin cả nhà sẽ phải rời Santo. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều video mới.